Nghiên cứu và sáng tạo khoa học trong sinh viên từ lâu đã trở thành truyền thống của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ năm 2017, sân chơi mới Sáng tạo trẻ Bách khoa đã được nhà trường tổ chức thường niên, trở thành một trong những tâm điểm của năm học. Đây là một cuộc thi sáng tạo dành cho sinh viên nhằm khuyến khích khả năng tư duy cũng như rèn luyện kỹ năng tạo ra những sản phẩm thiết thực. Song song với việc hỗ trợ phát triển khả năng kết nối tư duy đa lĩnh vực, cuộc thi còn là môi trường giúp sinh viên nâng cao kỹ năng quản lý, đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển ý tưởng khởi nghiệp. Cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách khoa có chủ đề Smart Up for Life, hướng tới các sản phẩm ứng dụng có khả năng khởi nghiệp phục vụ cho cuộc sống như giao thông, giáo dục, môi trường, biển đảo, công nghiệp, nông nghiệp, y tế. Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với Việt Nam, đặc biệt là những khó khăn bất cập cho kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục tới từ dịch bệnh Covid-19. Mặc dù vậy, Sáng tạo trẻ Bách khoa 2020 vẫn thu hút được đông đảo sinh viên trên toàn quốc tham gia. Sáng tạo trẻ Bách khoa 2020 đã đón nhận các đội thi đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Thủy lợi, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nguyễn Tất Thành. Song song với đó, cuộc thi còn thu hút sự tham gia hỗ trợ của các bạn sinh viên từ các trường đại học khối kinh tế, xã hội như Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Ngân hàng, Đại học Sư phạm Hà Nội. Bước sang năm thứ tư, Sáng tạo trẻ Bách khoa đã trở thành cầu nối truyền thông khoa học tới giới trẻ đam mê sáng tạo, có sức thu hút mạnh mẽ với giới truyền thông và trong mạng lưới sinh viên. Các thông tin về chương trình được cập nhật liên tục và đăng tải trực tiếp trên fanpage Nghiên cứu Sáng tạo trẻ Bách khoa. Những bài viết này đã tiếp cận tới lượng lớn người xem. Không chỉ các thí sinh dự thi, các bạn sinh viên, mà còn là các vị phụ huynh và đội ngũ cán bộ giảng viên trong và ngoài trường. Chỉ tính riêng video clip giới thiệu sản phẩm của top 10 đội thi được đăng tải trên fanpage đã cán mốc 989 lượt like, 684 lượt chia sẻ, 4.826 lượt bình luận, 38.769 lượt tiếp cận và 21.143 lượt view. Có thể thấy, sức nóng lan tỏa của đam mê sáng tạo đã vượt qua mọi biên giới, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, địa phương. Được phát động từ tháng 6 năm 2020, Sáng tạo trẻ Bách khoa 2020 là sự đồng hành của ban tổ chức với các bộ óc đam mê sáng tạo thông qua chuỗi các buổi đào tạo kỹ năng, các vòng thi, trao đổi chuyên môn giữa các thí sinh, đánh giá, nhận xét góp ý từ ban giám khảo. Thông qua chặng đường từ viết ý tưởng đến hoàn thiện đề án, triển khai đề án, phát triển hoàn thiện sản phẩm, các đội thi đã gặt hái được những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, ngày một tăng cường năng lực sáng tạo sản phẩm hữu ích cho xã hội. Ban tổ chức đã nhận được đơn đăng ký tham dự từ hơn 300 bạn sinh viên. Sau vòng sơ loại, 26 ý tưởng sáng tạo tốt nhất đã được lựa chọn tham gia đào tạo chuyên sâu để phát triển và cụ thể hóa ý tưởng thành đề án được trình bày trước ban giám khảo ở vòng 2. 10 đề án tốt nhất được lựa chọn tham gia khóa huấn luyện nâng cao và được tài trợ để phát triển mô hình sản phẩm. Tại vòng 3, các đội thi tiếp tục tham gia tranh tài với nhau qua phần trình bày sản phẩm cũng như hùng biện trước ban giám khảo để chọn ra 6 sản phẩm xuất sắc nhất. Bước tiếp vào vòng chung kết, các dự án đều thể hiện tính nghiêm túc trong nghiên cứu ứng dụng khoa học và khả năng sáng tạo mạnh mẽ của sinh viên khối kỹ thuật. 6 đội thi xuất sắc ghi tên mình vào vòng chung kết bao gồm: Máy đan giỏ BK Farmers, Đại học Bách khoa Hà Nội; Tạo nguyên liệu Esther, Đại học Nguyễn Tất Thành; Nghiên cứu ứng dụng bức xạ hồng ngoại trong cảnh báo sớm bình truyền dịch y tế, BK307, Đại học Bách khoa Hà Nội; sản phẩm bột hàm răng TCP BK Tooth and Teeth, Đại học Bách khoa Hà Nội; vật liệu xây dựng làm từ rác thải nhựa Pendo, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; khẩu trang thông minh B-Mask, B-Plastic, trường Đại học Thủy lợi. Có thể nói rằng năm cuộc thi năm nay là cuộc thi mà quy tụ được khá là nhiều các đội thi từ các trường bên ngoài Bách khoa tham gia, thì tôi đánh giá rằng đây cũng là một cái điểm rất là mới và rất là thú vị của cuộc thi năm nay. Các cái đội thi ở các nơi thì không những ở miền Bắc mà còn có cả những đội ở trong miền Nam. Do vậy cho nên là cái việc tổ chức để kết nối các đội cũng như hỗ trợ các đội thì tôi nghĩ là sẽ là gặp khó khăn đối với ban tổ chức. Tuy nhiên ban tổ chức cũng đã rất là nỗ lực, đã rất là cố gắng để tạo điều kiện, mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đội, đặc biệt những đội ở xa thể hiện được
toàn bộ những cái điểm mạnh của mình. Tôi là người thường xuyên theo dõi các cái cuộc thi sáng tạo trong cả nước và tôi đánh giá cao cái cuộc thi sáng tạo trẻ của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức. Trong những năm vừa qua thì các cái đề tài được sinh viên làm ra các cái sản phẩm mang tính chất ứng dụng rất là cao và rất là vui mừng khi là năm nay có các cái đội ở miền Nam và cả miền Trung tham gia. Như vậy là cuộc thi bây giờ không phải là sân chơi của riêng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội mà nó là sân chơi của cả nước, và hy vọng qua cuộc thi này thì chúng ta sẽ tìm được những cái nhân tố mới và đặc biệt là khuyến khích cái phong trào sáng tạo kỹ thuật trong sinh viên nói chung. Nội dung của đề tài năm nay rất là phong phú và đa dạng, bám sát với những điểm nóng, tính thời sự và thực tiễn nhu cầu của xã hội như các vấn đề môi trường, giải pháp công nghệ thông minh. Tài năng của các bạn ngày càng tiến bộ và cải thiện, tinh thần thì ngày càng được nâng cao qua mỗi một vòng thi. Giảng viên hướng dẫn có vai trò khích lệ tinh thần của các em và hỗ trợ các em hoàn thiện thực qua từng vòng, cũng như là sự đóng góp hỗ trợ của ban tổ chức và giám khảo, thì mỗi một sản phẩm từ ý tưởng sáng tạo cho đến thực tiễn cần phải mài giũa rất là nhiều. Và đây tôi nghĩ rằng là cuộc thi này chính là cơ hội cho các em mài giũa cái tinh thần khởi nghiệp đấy. Các đề tài được rất là đa dạng, được từ nhiều trường khác nhau trong cả nước và cũng nhiều lĩnh vực, có y tế, có môi trường, có ngoài các lĩnh vực cơ bản điện tử, viễn thông, cơ khí, thì những cái mảng mới về y tế, môi trường cũng rất là chất lượng. Và đã có điểm đặc biệt là các cái qua từng vòng thì các cái dự án có thay đổi được về chất lượng, thậm chí là cả về phạm vi. Và những dự án thì ban đầu chỉ là cảnh báo, quan trắc, thì đến vòng 2, vòng 3 thì đã đạt đến mức có thể điều khiển tự động. Thì đó là những cái ghi nhận đáng kể, thể hiện về cái chất lượng của sự hỗ trợ của ban giám khảo về kỹ thuật cũng như về kinh phí, thì các bạn đã cải thiện rất nhiều qua từng vòng. Thì những đề tài được chọn qua 2-3 vòng đến vòng cuối cùng ấy, thì nó thể rất rõ là đã đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên nó cần phải có thời gian để hoàn thiện, cho nên là ở những cái vòng cuối cùng này thì ban giám khảo cũng như là ban tổ chức đều rất mong muốn là các em thể hiện một cách rất rõ rệt cái ý tưởng ban đầu các em mong muốn, với sự hỗ trợ của ban tổ chức, sự huấn luyện cùng với sự hướng dẫn của các thầy ấy, thì kết quả sẽ đạt được rất là tốt, đáp ứng đúng cái nhu cầu giải quyết một số cái vấn đề của thực tiễn xã hội. Cuộc thi nó rất là dài, cuộc đời nó còn rất là dài, thì có lẽ ta lấy tinh thần giống như tinh thần của thi Olympic ấy. Tham dự là quan trọng, còn kết quả sẽ tính sau. Tuy nhiên tôi vẫn chúc các em đạt được kết quả tốt nhất để đáp ứng đúng kỳ vọng của xã hội cũng như của kỳ thi. Sáng tạo trẻ là một sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên không chỉ Đại học Bách Khoa Hà Nội mà còn của các trường đại học khác trên đất nước Việt Nam. Qua cuộc thi, mình được đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, được làm việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp. Mình học hỏi được nhiều kỹ năng về chuyên môn cũng như các kỹ năng cần thiết để phát triển sự nghiệp bản thân sau này. Cuộc thi này thì đã mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm quý giá. Mình học hỏi được các đội thi và ban tổ chức rất là nhiều về cách tổ chức một dự án, cách làm việc nhóm. Và ngoài ra thì những lời tư vấn từ hội đồng ban giám khảo thì đã giúp cho mình phát triển thêm về sản phẩm rất là nhiều. Và qua đây thì mình cũng học được cách ứng dụng những kiến thức công nghệ cao từ trường lớp để đưa vào thực tiễn. Ban đô xin gửi lời chúc tới tất cả các cái đội thi có một cuộc thi gay cấn, chúng ta dựa trên những cái tinh thần học hỏi lẫn nhau, và ban đô chúc tất cả các cái đội thi sớm nhanh chóng hoàn thiện được cái sản phẩm, hoàn thiện được dự án và nhanh chóng đưa ra thị trường ứng dụng cho cái đời sống thực tiễn của chúng ta. Vòng chung kết sáng tạo trẻ Bách Khoa 2020 là cơ hội để các đội bứt phá và tỏa sáng. Các đội thi hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế vững vàng, một niềm tin mạnh mẽ và cháy hết mình với ngọn lửa đam mê khoa học. Sáng tạo trẻ Bách Khoa, cuộc đua trí tuệ, kết nối tư duy, bùng nổ sáng tạo.